Các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Eternal Three Kingdoms của nhà phát hành là Cho2os nha các bạn. Ok, thì giờ chúng ta cùng bắt đầu vào cái tựa game này. Đây là một cái tựa game lấy đề tài Tam Quốc, với đồ họa là đồ họa pixel và giao diện màn hình nhé vô cùng hấp dẫn. Thì Eternal Kingdom là một cái tựa game nhập vai chiến thuật trên đồ họa pixel art độc đáo do Com2os phát triển. Thì game sẽ có lối chơi điều binh khiển tướng vô cùng yên hộp với nhiều điểm tích tân trên nền cốt truyện Trung Quốc chữ nghĩa. Thì qua đó thì bạn sẽ có thể phát huy hết khả năng chiến lược của mình trong việc sắp xếp đội hình và quản lý từng cái đơn vị lính. Thì Eternal Kingdom Mobile đưa bạn người chơi đến những cái trận chiến hoành tráng với hàng trăm binh lính xuất hiện cùng lúc với chiến trường vô cùng rộng lớn. Thì bạn có thể tạo ra quân đội của riêng mình không bị giới hạn về chủng loại binh lính và phe phái. Thì vào đó thì các nhân tố nổi tiếng như là bố nè các bạn, hay là Quan Vũ, Tào Tháo, Gia Cát Lượng, nhân dân cũng đang chờ đợi tất cả các bạn chiêu mộ. Thì tuy nhiên thì để giành được chiến thắng thì bạn phải vạch ra được cái chiến lược riêng cũng như sắp xếp đội hình thích hợp và ra lệnh cho các đơn vị lính của mình một cách chính xác. Thì bạn hoàn toàn có thể lật ngược tình thế của trận chiến bằng cách là chọn đội hình nha các bạn. Có thể là chọn đội hình tốt nhất và ra lệnh cho đơn vị lính của mình một cách chính xác nhất. Thì bạn hoàn toàn có thể lật ngược được tình thế của trận chiến bằng cách là chọn một cái đội hình tốt nhất cho tình huống hiện tại và tất nhiên là quản lý các đơn vị của bạn một cách cẩn thận. Thì nếu bạn không muốn làm bất kỳ điều gì trong số đó thì bạn cũng hãy giành chiến thắng bằng cách áp đảo phe đối lập bằng số lượng nha các bạn. Thì tính chiến thuật ở trong các trò chơi này được lồng ghép với những cái đặc điểm được ưa thích của tất cả các bạn. Game nhập vai mang lại một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt nha các bạn. Với những cái chế độ chơi khác nhau như BB, phát sanh qua hay là boss đó các bạn, thì sẽ làm bạn không cảm thấy nhàm chán.